Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 tuần 13, trang 128-129, tập đọc Trong rừng ngập mặn. Trước đây, các tỉnh ven biển nước ta có diện tích rừng ngập mặn khá lớn. Nhưng do nhiều nguyên nhân như chiến tranh, các quá trình quay đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm, một phần rừng ngập mặn đã mất đi. Hậu quả là lá chắn bảo vệ đê biển không còn nữa. Đê đều dễ bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn. Mấy năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. Vì thế, ở ven biển các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, v.v. đều đã có những cái phong trào trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo lớn, đảo mới, bò ngoài biển như là Cồn Vành, Cồn Đen, Thái Bình, Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ, Nam Định, v.v. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. Đê xã Thái Hải, Thái Bình, từ đầu có rừng không còn bị xói lở, kể cả khi bị cơn bão số 2 năm 1996 tràn qua, lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không chỉ cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận. Tại xã Thạch Khê, Hà Tĩnh, sau 4 năm trồng rừng, lượng hải sản tăng nhiều và các loài chim nước cũng trở nên phong phú. Nhân dân các địa phương đều phấn khởi vì rừng ngập mặn phục hồi đã góp phần đáng kể để tăng thêm thu nhập và bảo vệ dưỡng chất của đê điều, theo Phan Nguyên Thông. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ tiếp theo là phần giải thích từng. Ở đây rừng ngập mặn là loại rừng ở vùng ven biển nhiệt đới. Phần gốc cây ngập mặn trong nước, phần gốc cây ngập trong nước mặn. Quai đê tức là đắp đê bao quanh một khu vực. Phục hồi là làm cho trở lại như trước. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần trả lời câu hỏi. Câu số 1, nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn. Thì để trả lời cho câu số 1 này, các em hãy quay lại đọc đoạn cho từ đầu cho đến là gió bão sóng lớn. Trước đây các tỉnh ven biển nước ta có diện tích rừng ngập mặn khá lớn, nhưng do nhiều nguyên nhân như chiến tranh, các quá trình quay đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm, một phần rừng ngập mặn đã bị mất đi. Hậu quả là lá chắn bảo vệ đê biển không còn nữa. Đê điều dễ bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn. Như vậy ở đoạn này các em thấy cái nguyên nhân của việc phá rừng ngập mặn đó là do như là chiến tranh nè, các quá trình quay đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm. Và cái hậu quả nó như thế nào? Hậu quả của việc phá rừng ngập mặn đó là lá chắn bảo vệ đê biển không còn nữa, đê điều dễ bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn. Đó, như vậy ở câu số 1 này các em sẽ trình bày đó là đầu tiên là nguyên nhân của việc phá rừng ngập mặn. Nguyên nhân là do chiến tranh, các quá trình quay đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm. Hậu quả là lá chắn bảo vệ đê biển không còn nữa, đê điều bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn. Rồi tiếp theo câu số 2. Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn? Rồi như vậy các em sẽ quay trở lại và đọc đoạn tiếp theo. Là từ mấy năm qua đến Cồn Lu, Cồn Mờ, Nam Định. Mấy năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. Vì thế, ở ven biển các tỉnh như là Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới, bò ngoài biển như là Cồn Vành, Cồn Đen, Thái Bình, Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ, Nam Định, v.v. Như vậy ở đoạn này các em thấy
Các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn là nguyên nhân là vì sao? Thì các em thấy ở đây các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn vì các tỉnh này đã làm tốt các công tác đó là thông tin tuyên truyền để người dân thấy rõ cái vai trò của rừng ngập mặn đối với cái việc bảo vệ đê điều. Như vậy ở câu số 2 các em sẽ trả lời như sau. Các tỉnh ven biển Minh Hải, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh có cái phong trào trồng rừng ngập mặn vì các tỉnh này làm tốt cái công tác là thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ cái tác dụng của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. Rồi tiếp theo câu số 3, nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi. Thì các em hãy đọc lại đoạn cuối cùng. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương môi trường đã có những cái thay đổi rất nhanh chóng. Đê xã Thái Hải, Thái Bình từ độ có rừng không còn bị xói lở nè, kể cả khi bị cơn bão số 2 năm 1996 tràn qua. Lượng cua con trong vùng ngập mặn thì phát triển, cung cấp đủ sống không chỉ cho hàng nghìn đầm cua địa phương mà còn làm cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận. Tại xã Thạch Khê, Hà Tĩnh, sau 4 năm trồng rừng thì lượng hải sản tăng nhiều và các loài chim nước cũng trở nên phong phú. Nhân dân địa phương đều phấn khởi vì rừng ngập mặn được phục hồi đã góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập và bảo vệ vững chắc đê điều. Như vậy các em thấy ở đây tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi nó rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất đó là môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng và ngăn chặn được sự tàn phá của bão lụt. Có ở đây thêm nữa đó là các lượng hải sản thì các loại động vật hải sản chim nước thì phát triển rất là phong phú nhanh chóng. Được rồi, làm tăng thêm cái thu nhập cho bà con ven biển, bảo vệ được cái vững chắc đê điều, rồi cân bằng cái môi trường sinh thái. Như vậy ở câu số 3 các em sẽ trả lời như sau. Rừng ngập mặn được phục hồi sẽ có nhiều tác dụng như A. Môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng và ngăn chặn được cái sự tàn phá của bão lụt. Các loài động vật, hải sản, chim nước phát triển nhanh chóng, tăng thêm thu nhập cho bà con ven biển, bảo vệ vững chắc đê điều, cân bằng môi trường sinh thái. Đó, như vậy ở đây là những cái tác dụng của việc rừng ngập mặn được phục hồi. Rồi cuối cùng là phần nội dung. Thì nội dung bài văn cung cấp cho người đọc những cái thông tin về cái nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn của những năm qua, tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.